những chiếc kệ xinh xắn do đôi tay khéo léo của Khang làm ra. Một ngày Khang dồn sức có thể làm ra từ 20 đến 30 sản phẩm. Nhất là cái công đoạn chò cho nó mịn lại đó, à, nó cứng cái gỗ, nó cứng như nó có cái nước gì đó, này nó cứng chò nó đau tay với đau lưng. Khang bị xương thủy tinh bẩm sinh từ lúc lọt lòng. Năm nay 19 tuổi, Khang đã từng chống chọi với hơn 40 lần gãy xương chân. Gia đình lâm vào cảnh khó khăn kể từ khi cha đi biển thua lỗ. Sau đó mẹ đổ bệnh. Khang dừng việc học từ lớp 9 để lao động đã đần cho cha mẹ và lo cho hai em. Ban ngày Khang đi bán vé số. Ban đêm cầm cuội đục gỗ để làm ra những sản phẩm thủ công. Dù công việc mệt nhọc, nhưng Khang luôn kiên trì làm việc. Mùi như nó lồn mà chịu khó lồn, ví dụ đùa ra hết rồi nó lồn nguyên trong một ngày cho nó hết rồi nó mới an tâm. Là em cũng mong muốn là sức khỏe thì cũng ổn định để làm sản phẩm được tốt hơn, với lại là cũng lên kiếm, cũng tìm kiếm trên mọi kem, kiếm những ý tưởng mới để làm. Hành trình vượt khó lập nghiệp của Khang có sự đồng hành của gia đình và đoàn thanh niên địa phương. Những sản phẩm làm ra đã được đoàn thanh niên góp sức quảng bá để nhiều người biết đến và chọn mua. Xã sẽ nghiên cứu một cái giải pháp mà đó, thứ nhất có thể là hỗ trợ cho em thông qua một cái lớp tập huấn gì về cái ngành nghề của em, thể làm thiết kế có cái sản phẩm handmade hoặc là liên quan tới những cái sản phẩm có đồ họa, và ngoài ra thì sẽ cố gắng là liên kết với có cái đơn vị doanh nghiệp cũng như là có cái tổ chức cá nhân để tìm cái đầu ra vừa hỗ trợ cho bọn. Khang luôn nỗ lực vượt khó, kiên trì, khát khao lập nghiệp với những sản phẩm thủ công từ gỗ làm đẹp cho đời.